Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm rất sốt ruột nhưng vẫn lẫn quẩn. Ngày 29 tháng 10, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Tổng bí thư Tô Lâm rất sốt ruột nhưng cải cách thế nào của Huỳnh Trần. Tác giả cho biết giới nghiên cứu và quan sát chính trị đã và vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến chủ đề dân chủ hóa ở các nước Đông Âu, từng theo mô hình Cộng sản Liên Xô, chuyển đổi sang chế độ dân chủ kiểu phương Tây. Điều này cũng được quan tâm ở Việt Nam, nhưng có những khác biệt quan trọng. Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, như các nhà lãnh đạo đảng nói, nhưng chưa biết vương mình thế nào. Trong đó, việc tập trung giải quyết thể chế, điểm nghẽn của điểm nghẽn là vấn đề cấp bách. Và đây là hình bài trên AFA. Theo tác giả, ông Tô Lâm đã trình bày khái quát những nội dung chủ yếu nêu trong các văn kiện của đảng, nhưng cụ thể hóa việc thực hiện thế nào là điều được quan tâm. Điều này tùy thuộc vào vai trò và phong cách lãnh đạo của người đứng đầu đảng. Tổng trọng thường chỉ đạo cần thận trọng, vấn đề gì rõ chính mới đưa thành chính sách để thực hiện, nếu chưa thì thí điểm. Trong khi ông Tô Lâm tỏ ra quyết đoán, mạnh mẽ trong công tác nhân sự, cũng có quyền lực cũng như chương trình nghị sự thúc đẩy tiến độ với nhiều hội nghị bất thường. Tuy nhiên tác giả cho rằng, việc chuyển giao chức chủ tịch nước cho Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, từng là đại tướng quân đội Giấy lên đồn đoán về việc chia sẻ quyền lực giữa các phe phái. Nghĩa là ông Tô Lâm có thể bắt đầu đối mặt trực diện với nguyên tắc tập thể lãnh đạo với cơ chế tứ trụ thay vì tam trụ. Tác giả đánh giá, trong quá trình tồn tại, chế độ Cộng sản toàn trị ứng phó linh hoạt, quyển chuyển, tinh vi trước tình hình với những biến động phức tạp. Hơn thế nữa, nó ổn định hơn hình thức toàn trị ban đầu là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật vào nửa đầu thế kỷ 20, bởi ý thức hệ cộng sản và chính trị ký ức từ cách mạng giành độc lập dân tộc. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo tác giả, thực tế cho thấy chế độ cộng sản toàn trị đã biến đổi trước nguy cơ sụp đổ. Đường lối đổi mới chứa đựng nội hàm cải cách và mở cửa. Tuy nhiên, các dấu hiệu bất ổn lớn dần bởi mâu thuẫn giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Đảng Cộng sản khước từ đổi mới lần hai như một số đề xuất phủ nhận dân chủ hóa như một giải pháp tăng trưởng và không thể hy vọng về kỷ nguyên đổi mới dân chủ. Tác giả nhận định, Tô Lâm đang đối mặt với thời kỳ vàng son đã bước vào giai đoạn thoái trào, trong đó tăng trưởng kinh tế nhanh gắn với tham nhũng mang tính hệ thống. Chống tham nhũng đồng nghĩa với giải pháp vũ khí quan chức sẽ phá vỡ các quan hệ làm ăn kinh tế, khiến cả hệ thống rung động, sụt giảm kinh tế, rối loạn chính trị và hủy hoại niềm tin vào lãnh đạo, chế độ kéo dài quá trình này có khả năng cao dẫn đến chế độ độc tài, công an trị hay nhà nước cảnh sát, những biểu hiện cực đoan của chế độ toàn trị trước khi chuyển hóa hoặc sụp đổ. Tác giả nhấn mạnh, trong bối cảnh tha hóa quyền lực, suy thoái lãnh đạo đảng, kể cả việc thay máu nhân sự bởi công an, quân đội cũng không phải là giải pháp căn cơ nếu không thay đổi quan điểm về cải cách thể chế. Trước hết, thay đổi cách tiếp cận, giải đáp các câu hỏi vì sao phải cải cách cải cách cái gì và cải cách như thế nào qua các tuyên bố của lãnh đạo luận ra có ba vấn đề chính thứ nhất kỷ nguyên mới thứ hai thể chế và phương thức lãnh đạo đảng thứ ba đổi mới và vương mịch tác giả kết luận rằng đổi mới đã mở rộng hành lang cho tự do kinh tế nhưng đã cấp thiết tạo hành lang cho tự do chính trị song hành với tự do kinh tế đó phải là mục đích của cải cách thể chế đó chính là câu trả lời cho câu hỏi nêu trong tiêu đề bài viết của tác giả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng bí thư Tô Lâm rất sốt ruột nhưng vẫn lẫn quẩn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Thái Văn Đường nhận bản án 12 năm trong một phiên tòa sự kính. Ngày 30 tháng 10, AFA Tiến Việt đưa tin, blogger Đường Văn Thái bị kết án 12 năm tù giam trong phiên tòa kính. AFA dẫn một nguồn tin biết rõ về phiên tòa cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 10 đã kết án blogger Đường Văn Thái 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa xử kính không có sự tham dự của gia đình. Ông Đường Văn Thái hay còn được biết đến với tên Thái Văn Đường là người nổi tiếng vì đã đưa tin về tình trạng tham nhũng của các quan chức trong đảng, chính phủ Việt Nam lên trên mạng xã hội. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết, tại phiên tòa, ông Thái bị kết tội vì đã đăng tải hàng chục video clip, các bài viết trên Facebook và Youtube có nội dung chống phá đảng và nhà nước. Theo khoảng 2, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của Điều 117, làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bộ luật hình sự. Ông Đường Văn Thái, 42 tuổi, đào thoát sang Thái Lan tị nạn vào đầu năm 2019 và đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế. Ngay sau khi được phỏng vấn, để định cư ở nước thứ ba, vào giữa tháng 4 năm 2023, ông đã bị mất tích ở gần Bangkok. Những bạn bè và một số tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định ông đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay trên đất Thái Lan. AFA nhắc lại, báo chí Việt Nam nhiều ngày sau đang tin rằng công an bắt giữ ông Thái khi ông đang định xâm nhập Việt Nam từ Lào để vào địa phận Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau đó công an đã thông báo điều tra ông về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. AFA cũng cho biết, trong cùng ngày, hai tổ chức nhân quyền quốc tế là những người vận động nhân quyền và lao động châu Á và văn bút Hoa Kỳ đã chỉ trích việc Việt Nam xử kính ông Đường Văn Thái, đồng thời kêu gọi Hà Nội phóng thích ông. Ngày trước phiên tòa, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng cho rằng việc bắt cóc ông ở Thái Lan khi đang chờ để được định cư ở nước thứ ba là hành vi đàn áp xuyên biên giới và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông. AFA trích tuyên bố của ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, trong thông cáo báo chí ngày 30 tháng 10, cho rằng Vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Thái ở Thái Lan tương tự như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức năm 2017. Và đây là hình blogger được văn Thái tại nhà trọ ở Bangkok, Thái Lan. Vị chuyên gia về nhân quyền Việt Nam khẳng định ông Thái là người tị nạn vô tội và cho rằng chính phủ Việt Nam đã vi phạm luật nhân quyền quốc tế và chủ quyền quốc gia của Thái Lan trong vụ bắt cóc này không có từ nào để mô tả đầy đủ hành động đáng khinh và bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam trong việc bắt cóc đường Văn Thái. Và bây giờ Hà Nội đang tiếp tục vi phạm bằng cách kết án ông với một án tù dài, ông Phil Robertson nhấn mạnh. Ông Phil cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại sự đàn áp bất hợp pháp của chính phủ Việt Nam bằng cách điều tra và xử phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho sự đàn áp xuyên quốc gia đó. Tổ chức Cổ suý cho quyền tự do viết lách khẳng định việc vạch trần tham nhũng của Thái không phải là tội phạm, mà là một hành động thực hiện quyền tự do ngôn luận quan trọng, điều cần thiết cho nền quản trị có trách nhiệm. Bằng cách tổ chức phiên tòa kính và cấm gia đình ông tham dự phiên tòa, Việt Nam phủ nhận quyền cơ bản của ông Thái đối với một quy trình pháp lý công bằng và minh bạch. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Thái Văn Đường nhận bản án 12 năm trong một phiên tòa sự kinh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.